Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì hôm nay mình làm cái video này chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị ha, cách để mà xử lý khi chiếc xe của mình nó mắc chìa khóa, và làm sao mà để nổ máy chạy được và mở được cái yên xe đổ xăng ha. Thì lý do mà mình làm video này á, là mình thấy tất cả cô chú anh chị á, khi mà xe mắc ổ khóa thì không biết xử lý như thế nào để chạy nó, và vô tình á là xe ổ khóa đằng sau rồi nè, nó banh hết trơn ha, nó banh hết trơn. Thì làm như vậy á thì nó sẽ hư ổ khóa này, thì tốn rất là nhiều tiền ha. Nó thay vì mắc cái chìa khóa thì mình xử lý cho xe nó chạy, xử lý cho xe chạy xong cái mình mang lại những chỗ vũ chìa khóa đó, mình vũ lại thì nó đỡ tốn chi phí với tất cả chú anh chị ha. Đó, thì những cái video mà lúc trước mình làm về xe winner đó thì cũng được các bạn cô chú anh chị rất là quan tâm, cho nên hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ, tại mình biết có nhiều tất cả chú anh chị chưa biết cách ha. Thì đối với xe quay này thì tất cả cô chú anh chị có lẽ là có người biết người không, thì xe quay này á, khi mà mắc ổ khóa, tất cả cô chú anh chị muốn chạy được thì mình sẽ rút cái chui dây ổ khóa này ha. Đó, thì ở sau cái ổ khóa này nè, nó có một cái chui dây, thì tất cả cô chú anh chị rút cái chui dây đó ra là nó sẽ nổ máy được rồi ha. Đó, còn có vấn đề cái yên xe này nè, nó nổ máy được mà hết xăng thì làm sao mà mình sẽ mở ra được cái này nè ha, mà không hư ổ khóa này. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả cô chú anh chị ha. Thì ở đây là cái chìa khóa, thì ở dưới đây nó sẽ có một cái con ốc đó, thấy con ốc không, thì tất cả cô chú anh chị gã con ốc này ra ha. Thì sau đây mình sẽ gã con ốc này ra, mình hướng dẫn tất cả cô chú anh chị để mà mở cái yên được ha. Thì sau khi mình đã gỡ con ốc ra nè, tất cả cô chú anh chị thấy không, gỡ con ốc ra thì mình sẽ banh cái này ra nè, đó, mình banh cái miếng này ra, đó, thấy không, mình banh cái miếng này ra, thì mình sẽ dùng một cái vít, đó, mình sẽ dùng cái vít dẹp này ha, mình sẽ chọt đây nè, ở đây thì nó có cái độ dịch phá, thì mình chọt ngay trong cái khớp nó sẽ nhảy lên ha. Sau đây mình sẽ chọt cho cô chú anh chị xem. Đó, thì tất cả cô chú anh chị thấy không, thì cây vít của mình nè, nó sẽ chọt lên đây nè, đây là cái khóa yên nè, thấy không, đây là khóa yên nè, tất cả cô chú anh chọt đây nè, thấy không, chọn đây là nó sẽ nhảy lên cái chìa khóa, nó nhảy lên mở cái yên ha, mà không hư ổ khóa này ha, thì mình vẫn giữ được ổ khóa này để mình vũa là mình xài ha. Đó, thì cực kỳ đơn giản, không có gì khó hết. Đó, sau đây mình đóng cái yên là mình mở cho cái chú anh chị xem nè, thấy không. Đó, đó thì không có gì khó khăn hết trơn. Thì mình sẽ tháo này ra nè, mình banh này ra là chọt cái vít, thấy không, theo vị trí này nó có một cái lỗ. Đó, tất cả cô chú chị thấy không, cái vị trí này có cái lỗ ha, để mà đưa cái yên mình lên nè, để đẩy cái yên mình lên thì nó chọn cái chăn chỗ, cái chăn chỗ cái bát mở khóa nè, thấy không, cái bát nằm đây nè, thì mình sẽ ok ha, thì sẽ mở được yên. Thì tao cũng chú thấy không, cái kia nó cứ ngắt nè, nó mình sẽ càng đẩy lên một cái nè, thấy không, một cái nhẹ lên một cái nè, nó sẽ dở lên yên ha. Đó, với cách này thì cực kỳ đơn giản, không có gì khó chừng ha. Rồi mình xin chia sẻ là nữa ha, thì đối với xe quay khi mà tất cả con chú chị mắc chìa khóa thì mình chỉ cần mình rút cái chui, rút bốn cái dây chui của cái ổ khóa này ra là nó sẽ chạy được ha. Còn cái cách để mà mở yên để mà làm sao mà đổ xăng được thì mình đã chia sẻ tất cả cô chú anh chị rồi ha. Rồi mình là Trần Bạn Giang ha, video mình này kết thúc. Nếu các bạn xem video của mình thấy ok, nhớ chung một like và đăng ký kênh ủng hộ nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.